Sự thật về chị bảy Theranos. Chị bảy là người rất thông minh, bằng chứng là trước khi ngủ đông 1000 năm, cô đã chọn Jill là người canh gác cho mình, lý do là Jill không có cây kem, và trong 1000 năm đó Jill không thể làm gì được cô, nếu chọn người khác có cây kem thì sau khi chị bảy tỉnh lại phải uống ngay thuốc hồi dinh của Phạm Thoại.